Kinh văn. Bấy giờ Đức Thế Tôn được cánh tay sắc vàng xoa đảnh các phân thân của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát trong trăm ngàn vạn ức không thể nghĩ, không thể bàn, không thể tính đếm, không thể nói hết vô lượng A Tăng Kỳ thế giới, rồi dạy rằng: ta ở trong đời ác ngũ trược giáo hóa những chúng sanh can cường như thế, làm cho lòng chúng nó điều phục, bỏ tà về chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần quen theo thối ác. Ta cũng phân ngàn trăm ức thân, rộng lập ra nhiều phương tiện. Hoặc có kẻ có lợi căn, nghe thấy liền tín thọ. Hoặc có kẻ có thiện quả, phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu. Hoặc có kẻ ám đồn, phải giáo hóa thời lâu mới quay về. Hoặc có kẻ nghiệp nặng, chẳng sanh lòng kính ngưỡng. Ta bèn phân ra nhiều thân để độ thoát những hàng chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế. Hoặc hiện thân người nam, hoặc hiện thân người nữ, hoặc hiện thân trời, trồng, hoặc hiện thân quỷ thần, hoặc hiện ra núi, rừng, nguồn sông, đồng bằng, sông rạch, ao hồ, khe suối, giếng nước, để làm lợi ích cho con người, khiến tất cả đều được độ thoát. Hoặc hiện thân thiên đế, hoặc hiện thân phạm dương, hoặc hiện thân chuyển luân dương, hoặc hiện thân cư sĩ, hoặc hiện thân quốc dương, hoặc hiện thân tế phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di, cho đến các thân Thanh Văn, La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, để hóa độ chúng sanh, chứ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Lược giảng. Bấy giờ Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca, đưa cánh tay sắc vàng xoa đảnh các phân thân của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát trong trăm ngàn vạn ức không thể nghĩ, không thể bàn, không thể tính đếm, không thể nói hết vô lượng A Tăng Kỳ thế giới. Đức Phật chỉ dùng một cánh tay mà có thể xoa đảnh đầu của tất cả phân thân của Bồ Tát Địa Tạng từ trăm ngàn muôn ức thế giới, số nhiều đến không thể nghĩ tới, không thể bàn luận, không thể tính đếm được, nhiều đến vô lượng A Tăng Kỳ. Đây là Phật thị hiện như ý thân, như ý thần thông, từ một cánh tay mà biến thành cả trăm ngàn cánh tay. Do đó, với một cánh tay mà Phật có thể xoa đảnh đầu của cả trăm ngàn vạn ức phân thân của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát trong cùng một lúc. Rồi Đức Phật dạy rằng: ta ở trong đời ác ngũ trược, một thế giới ô trọc xấu ác, với năm thứ trược là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược, để giáo hóa những chúng sanh can cường như thế. Chúng ta hãy lưu ý danh xưng chúng sanh can cường này là ai, có thể là quý vị mà cũng có thể là người khác. Người nào can cường bướng bỉnh thì người đó tự biết. Những chúng sanh can cường chính là những chúng sanh ương ngạnh, cứng đầu cứng cổ, không chịu giữ quy củ, chẳng muốn vào khuôn phép. Có một đứa bé còn hỏi rằng: tại sao phải có quy củ chứ? Nghe hỏi như thế cũng đủ thấy rằng đứa bé này không thích có quy củ, luật lệ, và đó cũng là do ảnh hưởng của những người lớn xưa nay chẳng muốn tuân theo quy củ mà ra. Nói tóm lại, những kẻ ngang tàn, không chịu giữ gìn phép tắc quy củ, thích thế nào thì làm thế ấy, thì đó chính là những chúng sanh can cường vậy, làm cho lòng chúng nó điều phục. Đối với những chúng sanh can cường ương ngạnh này, muốn khiến cho chúng họ vui vẻ và thành thật cảm phục thì thật không phải dễ. Điều phục, thế nào gọi là điều? Tức là làm cho hài hòa. Cách nấu ăn của người Mỹ thì không cần tới nhiều gia vị rắc rối, nhưng người Hoa thì chuyên môn nêm nấu gia vị. Họ thường điều gà các vị chua, ngọt, đắng hoặc cay vào thức ăn để thành những món ăn thật ngon lành. Đó gọi là điều vị, tức là điều hòa mùi vị. Ở Trung Hoa vào thời Liệt Quốc, các nước phân tranh, có một người đầu bếp giỏi tên là Dịch Nha. Mạnh Tử đã từng nói: Dịch Nha tiên đắc ngã thổ chi sở thì giả giả, nghĩa là Dịch Nha biết trước được những gì mà miệng tôi muốn nếm. Dịch Nha có tài đoán ý, đoán biết được khẩu vị của người khác, nêm nấu rất vừa miệng, giỏi về điều vị. Dịch Nha là một đầu bếp danh tiếng xưa kia của Trung Hoa, và cũng nhờ tài nấu ăn rất khéo nên ông được tuyển vào làm đầu bếp trong hoàng cung. Chớ nói rằng 500 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn thì chẳng còn ai khai ngộ hoặc không có ai chứng quả A-la-hán nữa. Thật ra
bất cứ lúc nào và ở vào thời nào cũng đều có người được khai ngộ, cũng có bậc A-la-hán xuất thế cả. Khi chứng quả đều không muốn thị hiện thần thông, không đi khắp nơi xem xét chuyện thế gian. Thuở trước, các pháp sư từ Ấn Độ sang Trung Hoa hoằng pháp như Tôn giả Ma Đằng, Tôn giả Trúc Pháp Lan và cả Tổ sư Đạt Ma nữa, xuất thế sau khi Phật diệt độ các ngàn năm. Các ngài đều có thần thông. Gần đây thì có lão hòa thượng Hư Vân, luật sư Hoằng Nhất và lão pháp sư Ấn Quang. Các ngài đều là những bậc cao tăng thời cận đại của Trung Hoa và là những bậc A-la-hán, những bậc Bồ-Tát. Đặc biệt hơn nữa, mọi người đều công nhận lão pháp sư Ấn Quang chính là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ-Tát. Như vậy, sau khi Phật nhập Niết Bàn, ở nước Trung Hoa vẫn có rất nhiều bậc đại đức cao tăng xuất hiện. Cho nên, dù Phật vào Niết Bàn đã 500 năm, 1.000 năm hay 1.000 năm đi chăng nữa, hễ người nào có thể y theo Phật Pháp mà chân chánh tu hành, thì người đó cũng sẽ được khai ngộ và chứng quả vị như thường. Phục là hàng phục, trong lòng vui vẻ và thành thật phục tòng, không còn phản ứng nữa. Những chúng sanh mà Đức Phật nói bất luận giáo pháp gì, họ cũng ngoan ngoãn nghe theo, hoan hỷ tiếp thọ, chẳng chút hoài nghi, không hề phản đối, thì đó chính là những chúng sanh đã được điều phục, tánh nết đã thuần thành vậy. Bỏ tà về chánh. Đức Phật đã khiến cho tất cả chúng sanh từ bỏ mọi tà tri tà kiến để quay về với chánh tri chánh kiến. Nhưng trong 10 phần vẫn còn 1-2 phần quen theo thói ác. Trong 10 người thì có 1 hoặc 2 người vẫn còn giữ các tạp khí xấu ác, chứ hoàn toàn từ bỏ được tất cả những thói hư tật xấu. Ta cũng phân ngàn trăm ức thân. Ta là tiếng tự xưng của Đức Phật Thích Ca. Ngài nói rằng, ta cũng phân thành các ngàn trăm ức quá thân và rộng lập ra nhiều phương tiện. Ta lại còn mở bày vô số pháp môn phương tiện nữa. Trong số các chúng sanh đó, hoặc có kẻ có lợi căn, nghe thấy liền tín thọ. Kẻ có lợi căn là người có thiện căn sâu dày, thông minh lanh lợi, rất có trí huệ. Những chúng sanh có lợi căn khi nghe được giáo pháp của Phật thì liền mau tin nhận. Hoặc có kẻ có thiện quả, phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu. Lại có hạng người mà trong đời trước đã từng làm một vài việc thiện, có gieo trồng thiện quả, thì Phật cũng phải ân cần khuyên bảo thêm để họ được nhanh chóng thành tựu Phật đạo. Và không phải chỉ khuyên bảo một lần mà là rất nhiều lần. Ân cần khuyên bảo không có nghĩa là chỉ khuyên bảo một lần rồi thôi. Khi chúng ta có lòng muốn cứu vớt độ thoát một người nào đó thì phải nhớ rằng chưa chắc chỉ khuyên bảo một lần mà độ được người ấy ngay. Khuyên một lần mà chưa độ được thì phải khuyên thêm lần nữa. Nếu thêm lần này mà vẫn chưa độ được thì chúng ta lại phải cố gắng thêm nhiều lần nữa. Nếu những người đó ở xa thì quý vị nên viết thư nhắc nhở, kể chuyện Phật Pháp cho họ biết. Còn nếu ở gần thì thỉnh thoảng nên gặp gỡ, tiếp xúc với họ để giảng Phật Pháp cho họ nghe. Lại nữa, hễ đã phát tâm muốn độ người thì chớ để cho mình bị người độ. Thế nào gọi là bị người độ? Thí dụ, ban đầu là quý vị muốn độ họ, muốn làm cho họ tin Phật, nhưng rốt cuộc thì quý vị lại bị lung lạc và bị lôi kéo vào tôn giáo của họ. Thâm tâm mình vốn muốn độ người, làm cho họ tin Phật, ngờ đâu là bị họ làm cho mình chuyển đổi tín tâm, thay đổi tín ngưỡng. Như thế là mình bị người độ vậy. Muốn độ người thì bản thân mình cần phải có định lực. Sở dĩ mình bị người độ chính là vì mình không có định lực. Ân cần khuyên bảo, ngụ ý là thường xuyên nhắc nhở, sốt sắng khuyên lên. Ví dụ quý vị suy nghĩ, người bạn này đối xử với mình quá tử tế, mình phải độ anh ấy, khiến anh ấy tin theo Phật mới được. Lại còn ông chú, bà bác kia nữa, họ đều là những người tốt bụng, mình cũng nên độ họ, khiến cho họ thích học Phật Pháp. Do đó quý vị ân cần khuyên bảo họ, không phải chỉ khuyên một lần mà là kiên nhẫn khuyên lên rất nhiều lần. Lần này mình khuyên giải mà họ chưa hiểu rõ thì cố gắng thêm lần nữa, rồi cứ lần này sang lần khác như thế, dứt khoát không chịu bỏ cuộc. Nói tóm lại, quý vị phát tâm độ người thì phải độ cho tới nơi tới chốn, độ được họ phát tâm tin Phật và cho tới khi họ thành Phật. Như thế sứ mạng quý vị mới hoàn tất, thề nguyện mới viên mãn. Hoặc có kẻ ám đồn phải giáo hóa thời lâu mới quay về. Ám đồn tức là ngu si, căn tánh mê muội, không có trí huệ. Đối với hàng chúng sanh ám đồn si mê
thì cần phải có thời gian lâu dài để giáo hóa, chứ không thể một sớm một chiều mà được ngay đâu. Ân cần khuyên bảo thì tính theo số lần, còn thời lâu là thuộc vấn đề thời gian. Nếu trong một ngày mà mình chưa độ được họ thì phải kiên trì, cho dù là 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, hoặc 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, hoặc 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm. Quý vị phải nuôi trong lòng một chí nguyện bền bỉ lâu dài và giáo hóa họ với cái tâm bền bỉ, nhất quyết làm cho họ thành tâm tin tưởng đạo Phật. Đây gọi là cửu hóa phương quy, tức phải trải qua một sự giáo hóa lâu dài thì họ mới có thể quay về quy y Tam Bảo. Hoặc có kẻ nghiệp nặng chẳng sanh lòng kính ngưỡng, lại có hàng chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, tội lỗi thâm trọng, hoàn toàn không có lòng kính tin ngưỡng mộ đối với Phật giáo. Ta, Phật Thích Ca Mâu Ni, bèn phân ra nhiều thân để độ thoát những hàng chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế. Bởi mỗi người đều có những nhân quả nghiệp báo khác nhau, Đức Phật phải tùy theo đó mà phân thân hóa hiện thành nhiều loại thân để có thể độ thoát tất cả chúng sanh. Hoặc hiện thân người nam, hoặc hiện thân người nữ. Đức Phật có thể hiện thân làm một thanh niên khôi ngô tuấn tú để đi độ các người nữ, hoặc biến thành một thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều để đi độ các người nam. Bởi Phật biết rất rõ dục tâm khát vọng của chúng sanh. Vì chúng sanh thích chuyện nam nữ nên Phật cũng tùy theo căn tánh của chúng sanh mà biến hiện, hầu có thể giáo hóa chúng sanh. Hoặc hiện thân trời rồng, Đức Phật cũng hiện ra thân trời hoặc thân rồng để độ thoát đồng loại của các chúng sanh ấy. Hoặc hiện thân quỷ thần, Đức Phật còn hiện thân làm vị thần Đại Quế Đức hoặc làm vị Đại Quỷ Dương. Hoặc hiện ra núi rừng, nguồn sông, đồng bằng, sông rạch, ao hồ, khe suối, giếng nước. Quý vị xem, trong kinh nói rằng núi non, rừng rậm, nguồn sông, đồng bằng đều là do pháp thân của Như Lai biến hiện ra. Như thế cũng có thể là chúng ta hiện đang ngồi trên pháp thân của Đức Phật mà chúng ta lại không ý thức được đó thôi. Như thành phố San Francisco này chẳng hạn, cũng là do Phật biến hiện ra từ lâu để làm lợi ích cho chúng sanh, khiến mọi người có nơi để sinh sống. Tuy trong kinh chỉ nói là Đức Phật biến hiện ra núi rừng, cây cối, nguồn sông, tức là nơi có nước và đồng bằng nguyên giả, nhưng quý vị chớ cho rằng chỗ đất bằng bình địa lại không phải là pháp thân của Phật. Đất bằng cũng là từ pháp thân của Phật biến hiện ra vậy. Nếu nói rằng chúng ta đang ngồi trên pháp thân của Phật thì tại sao chúng ta lại không thấy được pháp thân ấy? Bởi vì chúng ta cũng giống như con kiến đang bò dưới đất hoặc đang bám trên người chúng ta vậy, nên đó không thể nào nhìn thấy toàn thân của con người được. Chúng ta chẳng khác nào một côn trùng nhỏ bé sống trên pháp thân của Phật, cho nên mới không rõ pháp thân ấy đang ở nơi đâu. Thật ra chúng ta vốn đang sống trên pháp thân của Phật, chẳng qua là chúng ta không nhận ra được mà thôi. Như vậy, Đức Phật có thể hóa hiện ra dòng sông, ao hồ, đồng bằng, khe suối, giếng nước để làm lợi ích cho con người. Tóm lại, Phật hóa hiện ra những thứ này nhằm mang lại sự ích lợi cho nhân loại, khiến tất cả đều được độ thoát. Thí dụ Phật biến hiện ra một hòn núi, quý vị đến núi ấy vào chơi và cảm nhận được đôi chút linh khí của núi nên phát khởi tâm Bồ Đề, hoặc là quý vị vào rừng hít thở không khí trong lành của thiên nhiên, thì thứ không khí trong lành này chính là không khí của pháp thân Phật vậy. Không khí trong hư không đều là của Phật, cho nên một khi quý vị được hít thở không khí của Phật thì nhất định quý vị sẽ được khai ngộ. Quý vị chớ nên chấp trước cho rằng sau khi Phật diệt độ được 500 năm thì chẳng có người nào khai ngộ nữa cả. Kỳ thực, cho dù Phật đã diệt độ cả 5.000 năm rồi đi nữa thì cũng vẫn có người được khai ngộ như thường. Chỉ e rằng quý vị không thật tâm tu hành mà thôi. Nếu quý vị thật sự dụng công tu hành thì tôi bảo đảm là quý vị chắc chắn sẽ khai ngộ. Đức Phật có thể hiện ra một con sông, quý vị đến đó tắm rửa và cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, rồi sau đó được khai ngộ. Sông là do Đức Phật hóa hiện, và cả nước ao, nước hồ cũng vậy. Phật cũng hóa hiện ra giếng nước, quý vị uống thứ nước giếng này thì đạo tâm của quý vị sẽ mỗi ngày một lớn mạnh. Cho nên đây đều là những cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tóm lại, nhất cử nhất động của Phật đều là vì lợi ích của chúng sanh, giúp cho muôn loài đều được độ thoát. Hoặc
hiện thân thiên đế. Đức Phật Thích Ca cũng có thể hiện thân làm thiên đế. Giả sử quý vị đang ngồi thiền, bỗng có vị thiên đế đến cúi đầu đảnh lễ và nói rằng: "Tôi là Đế Thích trên cõi trời." Vì sao Đế Thích lại lễ lạy quý vị? Vì muốn làm cho quý vị sanh khởi một đạo tâm kiên cố và tinh tấn dũng mãnh. Hoặc hiện thân Phạm Dương, tức Đại Phạm Thiên Dương, hoặc hiện thân Chuyển Luân Dương, tức Chuyển Luân Thánh Dương. Chuyển Luân Thánh Dương có vô số bảo bối quý giá, trong đó có chiếc phi xa, xe bay. Hiện nay chúng ta phóng quả tiễn từ trái đất mà lên tới mặt trăng thì cũng phải mất một thời gian khá lâu. Nhưng nếu dùng phi xa của Chuyển Luân Thánh Dương thì chỉ nội trong một tiếng đồng hồ là có thể vào khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Với chiếc phi xa này không phải chỉ nguyệt cầu, tinh cầu mà bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể đến được một cách nhanh chóng. Chuyển Luân Thánh Dương còn có rất nhiều bảo tàng, kho báu. Bất luận đến nơi nào, Chuyển Luân Thánh Dương chỉ cần nói ta cần dùng tiền thì đất nơi ấy lập tức nứt ra để lộ kho báu. Ngài cần dùng bao nhiêu vàng bạc cũng có cả, và muốn lấy bao nhiêu châu báu thì có bấy nhiêu. Vì sao lại được như thế? Bởi phước báo của Chuyển Luân Thánh Dương rất lớn. Hết thảy châu báu đều là dành sẵn cho Ngài. Tất cả mọi thứ trên thế gian đều là sở hữu của Ngài. Chuyển Luân Thánh Dương còn có cả bảo mã, ngựa báu, có thể chạy nhanh hơn cả quả tiễn. Và Ngài cũng có bảo nữ, ngọc nữ nữa. Chuyển Luân Thánh Dương rất thích bảo nữ. Lúc nào Ngài muốn thì họ liền tự nhiên hiện ra. Vì phước báo của Chuyển Luân Thánh Dương quá lớn nên Ngài muốn gì được nấy. Nói chung là tất cả mọi sự đối với Ngài đều tùy tâm, như ý. Do đó, Ngài chẳng hề biết tới nỗi khổ mong cầu mà không được toại nguyện. Đức Phật hiện ra thân Chuyển Luân Thánh Dương với đầy đủ oai đức là muốn cho hết thảy chúng sanh trông thấy được thân tướng của Ngài mà phát Bồ Đề Tâm. Hoặc hiện thân cư sĩ. Trong số quý vị cư sĩ ở đây, biết đâu chừng cũng có hiện thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị chớ cho rằng điều đó không thể xảy ra, bởi cư sĩ cũng có phần vậy. Hoặc hiện thân quốc vương, làm vua cai trị một nước. Hoặc hiện thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc. Tể phụ tức là tể tướng, là chức quan cao nhất trong triều đình. Hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, bốn chúng đệ tử, cho đến các thân thanh văn, la hán, bích chi phật, bồ tát để hóa độ chúng sanh. Phật hiện ra vô số thân khác nhau như thế chỉ nhằm để hóa độ chúng sanh mà thôi, chứ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra rước chúng thôi đâu. Ngoài thân Phật, Đức Phật Thích Ca còn thị hiện vô số thân khác để độ thoát chúng sanh. Ha ha ha, 闻香摩地娑。